các bạn thân mến, từ lâu sa mạc đã là nơi con người khó có thể sinh tồn. Xây dựng một con đường trên sa mạc thậm chí còn khó hơn. Nhưng đối với người Trung Quốc, dường như họ thích thách thức những điều bất khả thi. Trung Quốc đã đầu tư 37 tỷ nhân dân tệ, cùng với đó là 37.000 công nhân tham gia để xây dựng con đường cao tốc xuyên sa mạc dài nhất thế giới. Nhiều kỹ sư nước ngoài từng cho rằng Trung Quốc muốn xây dựng đường cao tốc trên sa mạc thì phải mất ít nhất 30 năm mới hoàn thành việc xây dựng. Nhưng sau tất cả, Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng đường chỉ trong 9 năm. Thông thường, các con đường trên sa mạc không thể sử dụng quanh năm do ảnh hưởng của gió và cát, nhưng Trung Quốc lại một lần nữa cho các nước phương Tây thấy một điều kỳ diệu mới. Vậy tại sao Trung Quốc lại tốn nhiều tiền và nhân lực để xây dựng con đường trên sa mạc này? Nó sẽ không bị vùi lấp trong những cơn bão cát chứ? Hãy cùng Hightech Amazing đi tìm hiểu trong video này nhé! Cao tốc Bắc Kinh-Urumqi, đường cao tốc xuyên sa mạc dài nhất thế giới, thông xe hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, sau khi đoạn cuối cùng của tuyến đường ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc đi vào hoạt động. Đường cao tốc kết nối Bắc Kinh với Urumqi, thủ phủ của Tân Cương, có tổng chiều dài 2.800 km với hơn 500 km đi qua sa mạc và vùng đất không người. Băng qua sa mạc Badenjaran, sa mạc lớn thứ 3 ở Trung Quốc và sa mạc Gobi, sa mạc lớn thứ 5 thế giới. Do môi trường tự nhiên khắc nghiệt và điều kiện địa chất phức tạp, đoạn xuyên sa mạc ở Tân Cương được hoàn thành cuối cùng. Ngoài Bắc Kinh và Tân Cương, tuyến đường còn đi qua 4 khu vực cấp tỉnh khác, bao gồm Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông và Cam Túc ở phía Bắc và Tây Bắc Trung Quốc. Tuyến đường giúp giảm quãng đường lái xe giữa Urumqi và Bắc Kinh tới hơn 1.300 km, trở thành con đường nhanh nhất để băng qua miền Bắc Trung Quốc. Nó sẽ giúp cải thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy thăm dò tài nguyên và hoạt động du lịch trong khu vực. Như các dự án lớn khác ở Trung Quốc, chi phí xây dựng đường cao tốc Bắc Kinh-Tân Cương rất cao. Theo số liệu, tổng mức đầu tư của đường cao tốc Bắc Kinh-Tân Cương lên tới 37 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng hơn 5 tỷ USD. Tất cả những người tham gia xây dựng đường có tổng cộng 37.000 người, bao gồm các kỹ sư, công nhân hiện trường, v.v. Do đó, con đường trên sa mạc này là một trong những dự án quan trọng nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, không dễ để Trung Quốc xây dựng con đường trên sa mạc này. Khí hậu tự nhiên và môi trường xây dựng khắc nghiệt khiến những người công nhân xây dựng gặp nhiều khó khăn. Họ không chỉ phải đối mặt với hạn hán, thiếu nước mà còn phải đối mặt với những cơn bão cát thường xuyên quét qua nơi đây. Nhưng các công nhân xây dựng Trung Quốc đã kiên trì trong 9 năm liên tục. Cuối cùng họ đã xây dựng nên con đường sa mạc tuyệt vời này. Ngoài ra, vẫn còn một khó khăn lớn trong quá trình xây dựng dự án đường cao tốc Bắc Kinh-Tân Cương. Môi trường địa chất dọc đường đi rất kém, khó có thể xây dựng những đường hầm nhịp dài do sự hiện diện của một số lượng lớn đá mềm ở dãy núi Jinpanwan. Vì vậy, rất dễ có nguy cơ sụp đổ. Hơn nữa, nền móng ở các vùng sa mạc cũng rất dễ bị sụt lún. Nhưng những người thợ xây dựng Trung Quốc đã vượt qua mọi khó khăn, những đường hầm xuyên núi đã được xây dựng một cách chắc chắn. Nhưng tại sao Trung Quốc phải xây dựng đường cao tốc trên sa mạc dài nhất thế giới? Trước đây, Trung Quốc cũng có đường cao tốc nối Bắc Kinh với Tân Cương, nhưng cần phải đi đường vòng đến Lan Châu và hành lang Hà Tây, toàn tuyến dài khoảng 3.900 km, việc đi lại mất rất nhiều thời gian và chi phí. Đường cao tốc Bắc Kinh-Tân Cương trực tiếp băng qua sa mạc. Sau khi được thông xe, khoảng cách đường bộ từ Bắc Kinh đến Urumqi được rút ngắn hơn 1.300 km. Mỗi tài xế đi đến Tân Cương từ Bắc Kinh có thể tiết kiệm hơn 1.000 nhân dân tệ cho một lần vận chuyển. Điều này giúp tiết kiệm 1 đến 2 ngày so với lộ trình ban đầu. Một số lượng lớn các mặt hàng được sản xuất ở Tân Cương có thể nhanh chóng được vận chuyển đến các thành phố khác nhau ở Trung Quốc, mang lại nhiều kênh bán hàng cho nông dân ở Tân Cương, cho phép họ kiếm được nhiều tiền hơn. Với con đường này, ngành du lịch của địa phương cũng có thể phát triển. Không chỉ nền kinh tế của Tân Cương được cải thiện, đường cao tốc này là một kênh quan trọng cho sự phát triển của miền Tây Trung Quốc. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế dọc theo tuyến đường. Mặc dù việc xây dựng đường cao tốc Bắc Kinh-Tân Cương giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả vận tải, nhưng làm thế nào để tuyến cao tốc này thông suốt trong thời gian dài mới là khó khăn lớn nhất mà Trung Quốc phải đối mặt. So với các địa hình khác, việc xây dựng đường cao tốc trên sa mạc là rất khó. Trong sa mạc, tất cả những gì bạn có thể thấy là cát. Cát ở sa mạc mềm hơn, không thích hợp để làm đường chịu trọng tải lớn. Muốn xây dựng trên sa mạc thì trước hết phải làm kỹ thuật nền đường.
làm cho đoạn đường sa mạc có sức trở nhất định. Chỉ có như vậy, mặt đường mới đáp ứng được nhu cầu lưu thông của các phương tiện. Sau khi giải quyết được những khó khăn này, những vấn đề mới lại nảy sinh. Vì cát là chất lỏng, liên tục phải chịu tác động của gió. Nếu không có giải pháp thì chỉ một vài ngày, toàn bộ con đường sa mạc có khả năng bị cát vùi lấp hoàn toàn. Nhưng cao tốc do Trung Quốc xây dựng này có thể thông xe suốt quanh năm. Điều này khiến các kỹ sư Mỹ rất tò mò, không biết người Trung Quốc đã làm như thế nào. Để giải quyết vấn đề này, Trung Quốc đã đưa ra giải pháp hiệu quả nhất, đó là thiết lập các vành đai ở hai bên đường. Phương pháp này có thể ngăn chặn hiệu quả sự tác động của gió và cát, đồng thời họ cũng chọn cách trồng thực bì để ngăn cát tràn ra đường. Tuy nguyên tắc này có vẻ đơn giản, nhưng việc giữ cho cây sống được lại không hề đơn giản. Rốt cuộc, thứ thiếu nhất ở sa mạc là nước, cây có thể dễ bị khô héo và chết nếu không được cung cấp đủ nước. Cuối cùng, nó không thể đóng vai trò kiểm soát và cố định cát. Vậy làm thế nào để Trung Quốc đảm bảo nguồn cung cấp nước cho cây trồng ở hai bên đường? Để giải quyết vấn đề nước, công nhân đã khoan hơn 40 giếng trên đường. Độ sâu của mỗi giếng lên đến hơn 200 mét. Cùng với đó, họ xây dựng rất nhiều ngôi nhà nhỏ dọc hai bên đường. Trong những ngôi nhà này sẽ có máy phát điện và máy bơm nước. Mặc dù bề mặt sa mạc khô cằn, nhưng sâu bên dưới lòng đất vẫn có nước. Để giảm hơn nữa chi phí tưới nước, các tấm pin mặt trời cũng được lắp đặt ở hai bên đường sa mạc. Công nghệ tưới nhỏ giọt cũng đã được giới thiệu để có thể sử dụng năng lượng từ các tấm pin mặt trời vào ban ngày, do đó giảm việc sử dụng máy phát điện chạy dầu diesel. Tưới nhỏ giọt thiết thực hơn tưới ngập. Nó không chỉ làm giảm việc sử dụng nước mà còn có thể tránh nhiễm mặn đất một cách hiệu quả do nước khai thác trong sa mạc là nước mặn. Đó chính xác là những gì Trung Quốc đang làm để bảo vệ con đường xuyên sa mạc này. Chỉ khi đó mới có thể đảm bảo rằng con đường tốn 37 tỷ nhân dân tệ được thông suốt quanh năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hitech Amazing.